Mọi người, bonsai rẻ lại xuất lứa cây giống xanh nam điền từ cành chiết và cây giống si búp đỏ từ cành chiết cho mọi người đây. Giá 5 cành là 80.000, 10 cành là 140, 50 cành là 580, 100 cành là 1 triệu mốt. Cây xanh nam điền thì được sản xuất từ cách chiết cành, từ những cây xanh nam điền chuẩn, nam điền già ra. Nên mọi người có thể yên tâm về nguồn gốc. Đồng xanh nam điền lá nhỏ ra vàng mọi người nhé. Vườn bonsai rẻ ở Thái Bình là chỉ bán giống chuẩn thôi. Giống không chuẩn thì đền mọi người gấp 10 lần tiền. Đây là si búp đỏ. Nam Điền. Cả si thì có chiều dài 450 đến 80 cm, có cành nọ, cành kia. Thân thì to bằng cái đũa. Gửi thì sẽ bọc ẩm sơ dừa. Bó canh vào gửi cho mọi người. lưu ý là chỉ chọn canh nhiều dễ như này rồi bọc ẩm sơ dừa gửi cho mọi người tôi nhé. Bác là 2 3 ngày sẽ nhận được hàng miền Nam thì là 4-5 ngày mình đem mình trồng luôn thì cây nó cũng sống luôn bởi vì nó nó rất nhiều rễ giống nam điền này thì nó rất là khỏe rất là ưa nắng và cũng không cần phải chăm sóc nhiều thì nó lại là à, cái cây được ưa chuộng để làm cây cảnh làm cây bonsai mini Hoặc và ghép vào đá tiểu cảnh có bệnh tật gì thế là bác nào nhà có đất trống mà không biết làm gì thì mình cũng có thể mua cái giống này về trồng cứ kệ nó nó lớn cứ lớn gốc to là có tiền thôi mình mà có điều kiện mình cho dây mình uốn vào mình làm cây bonsai thì càng có giá trị nữa hay là bác nào mà mới tập chơi cây cảnh ấy thì cái đầu tiên là mình phải có chọn được cái dòng cây chuẩn giống cây chuẩn đã làm ra cái tác phẩm nó mới có giá trị Rồi, lúc đấy cây của mình mới bán được có cái thời gian mà cây sốt hai linh chín hai linh là bây giờ là những cây xanh quê thường thường là không bán được nữa đâu Tất cả mọi người đều ưa chuộng cái dòng xanh Nam Điền này thôi Thì khi em gửi những cái cành này là em sẽ chọn những cái cành nhiều rễ luôn Và mọi người nhìn thấy có rễ hay không Cây có khỏe hay không là mọi người nhìn thấy được luôn Mình mua về ấy, thì cái đợt lá đầu tiên này thì cây nó sẽ thay để lên đợt lá mới Nên là mọi người đừng sợ nhé Nếu mà thấy nó sau khi trồng mà nó có mà xuống lá cũ thì cũng đừng lo lắng gì cả Bởi vì là một khi cây nó đã lên là nó sẽ thay lá mới thôi. Mọi người mua hàng bằng cách đặt hàng qua số Zalo hoặc số điện thoại ở trên góc màn hình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.